Chào các bạn đã quay lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là tin tức nói về fan xót xa chứng thực đơn ăn kiêng ít ỏi của Hoa hậu Phạm Hương. Phạm Hương đang tích cực rèn luyện thân thể để sẵn sàng chinh chiến ở Miss Universe 2015 sắp diễn ra. Bữa ăn kiêng của Phạm Hương khi được chia sẻ làm nhiều người xót xa. Phạm Hương, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2015, vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân bức ảnh về bữa ăn kiêng đơn giản và ít ỏi của mình. Phạm Hương cho biết, học sinh nghiêm túc nhưng chỉ được ăn thế này thôi, vậy nên đừng ai mời mình đi ăn lúc này nha. Ngay sau khi chia sẻ, công chúng cảm thấy vô cùng xót xa và nể phục Phạm Hương vì nỗ lực giữ gìn vóc dáng. Được biết, Phạm Hương đang tích cực rèn luyện thân thể để có được body hoàn hảo nhất, mang đi chinh chiến tại đấu trường Miss Universe Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2015 sắp diễn ra vào cuối năm. Bên cạnh việc ăn uống theo thực đơn của các chuyên gia, thì Phạm Hương cũng luôn tích cực luyện tập thể lực, yoga, đạp xe. Nhờ sự kiên trì bền bỉ, Phạm Hương được rất nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên thành tích tốt tại Miss Universe lần này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấn đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.